Chào các bạn, các bạn đang xem sản phẩm KH89. Nó có hai phân loại là mẫu tượng ngắn và mẫu tượng cao. Vậy khi nào thì mua mẫu tượng ngắn và khi nào mua mẫu tượng cao? Bé trên 10 tháng thì các bạn mua mẫu tượng ngắn, còn bé trên 15 tháng thì chúng ta mua mẫu tượng cao. Hai mẫu đều giống nhau là có đai 5 điểm. Nhưng mẫu tượng ngắn ý, cái vòng bảo vệ hai bên nó sẽ sát và đùi bé hơn, đối với những bé nhỏ thì sẽ an toàn hơn. Còn mẫu tượng cao thì sẽ giúp cho những bé lớn đi đường xa đỡ mỏi cổ hơn. Mẫu tượng cao thì nó có thể gập về phía trước, phù hợp với sen bạn nào có hộp mở cốp đằng sau. Đây là mẫu tượng ngắn, mẫu tượng ngắn không gấp lại được về phía trước. Còn mẫu tượng cao thì nó sẽ gấp về phía trước. Nhưng mà chức năng này nó cũng không quá là quan trọng lắm. Nó sẽ gấp như này để các bạn có thể mở cái hộp đằng sau ấy, đằng sau xe.